anh Phong Cận chơi thử tựa game Yono Mali đi anh. Game này đáng sợ lắm, anh chơi là bảo đảm la liền. Trời ơi, cái gì mà bảo đảm la liền luôn vậy? Bộ từ đó giờ tôi chơi game kinh dị tôi hay la lắm hả? Trời ơi. Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, cho nên là đừng có tưởng là mấy game kinh dị này làm gì được tôi, hiểu không? Trời, chắc mấy con quái vật trong đây nhìn cũng bình thường thôi chứ có gì. Cái con quái vật này nhìn nó cũng không được dễ thương lắm ha. Mới đầu nhìn tưởng mèo Simmy không á, tại vì Simmy hay đội cái nón này nè, với lại cái áo này nè là Simmy có. Bạn Simmy hay đội cái nón này lắm. Hay là bây giờ tôi gọi con quái vật này là quái vật mèo Simmy đi ha. Sao mà bộ quần áo thì giống mèo Simmy mà nhìn cái mặt giống Chiron vậy? Thôi không sao cả. Chắc là cũng dễ thương. Thôi chơi đi. Sợ gì. Trời, bình thường. Thấy bình thường. Rồi ok, bắt đầu thôi. Vô game luôn nè. Để cho anh em bảo tôi là sợ đúng không? Sợ la đúng không? Còn lâu tôi không bao giờ mà sợ dăm ba mấy game này, các bạn hiểu không? Mình có xem qua hướng dẫn về game này ở trên YouTube rồi, thì mình sẽ gọi là hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết cái game này chơi như thế nào thì sẽ đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ đi lượm những cái bóng đèn xung quanh đây nè, các bạn thấy không? Đó. Thì chúng ta lượm những cái bóng đèn này để làm gì? Cái bóng đèn của chúng ta sẽ có khả năng tạo ra một cái sóng siêu âm. Bùm. Đó, bể cái cửa. Đấy, sau khi ấy xong thì chúng ta sẽ nạp cái bóng đèn khác vô. Cái bóng đèn này vừa có thể sử dụng làm sóng siêu âm mà còn có thể vừa sử dụng làm bóng đèn để chúng ta soi mấy cái chỗ tối tối nữa bạn. Mình sẽ soi được, các bạn hiểu không? Ở bên đây thì chúng ta sẽ có một con quái vật. Oh my god. Con này là con Slam mấy bạn ạ. Nhưng mà con Slam trong Minecraft thì nhìn nó dễ thương, còn con Slam ở trong game này thì tôi nhìn nó giống gọi là nó giống cái nhớt ở trong mấy cái xe á, đúng rồi. Nhìn ghê thiệt sự. Oh my god. Rồi đi tiếp mà khoan, hình như tới đoạn này là tôi không biết đi sao luôn các bạn. Hình như là mình phải chọn ra đúng cái cần gạt để mở cái cửa. Ui khó vậy. Cần gạt này đúng không? Không phải luôn. Hay là cái này? Ủa không phải luôn. Vậy chắc là cái bên này rồi. Ủa không phải luôn. Rồi cái màu xanh này là đúng nè bạn. Rồi cửa mở rồi, đi qua. Ok, tiếp theo chỗ này hình như là chỗ này là cái chỗ nó đang hướng dẫn cho chúng ta cách để gọi là chơi cái trò này. Thì hãy sử dụng cái bóng đèn này hả? Ok. Hình như là mình sẽ dùng cái bóng đèn này nè. Bắn vô cái cửa và sau đó nó sẽ tạo ra cái cầu rồi mình chạy qua. Là sau một thời gian là cái cửa này nó sẽ bật lên lại, nó có tính thời gian nha các bạn nha. Ok, hiểu. Rồi, mở cửa tiếp theo. Ok, và bây giờ chúng ta đang đi đến vị trí của cái sở thú Yono Mali mấy bạn ạ. Ok, khoan, từ từ. Ê, tôi thấy con gì trước mặt tôi đúng không? Ê, mấy bạn, hình như con gì đang đi bộ lại gần tôi, hình như là quái vật mèo Simmy đúng không? Ôi, nó thấy mình không vậy? Ui, nó đang làm gì vậy? Nó đang khóc hả? Ui, nó thấy mình, thấy mình. Đóng cửa lại. Ui, mấy bạn nghe tiếng nó cười không? Mấy bạn có nghe tiếng nó cười không? Ui, ôi, sợ đấy. Từ từ, để mở cửa bên này đi ra ngoài thử. Đây, lượm mấy con đèn nè, ok. Từ từ, để mình coi cái cây súng của mình nó có thể gọi là bắn được mấy con này không nha các bạn. Đây, nó đây rồi. Mày chết mày với tao. Lại đây. Lại đây. Ủa sao nó không bị gì vậy? Sao nó không bị gì vậy? Tôi tưởng là cây súng của tôi bắn vô người nó là nó sẽ bị tiêu diệt chứ ai vậy đâu. Cây súng này chỉ được có cái là bắn vô xong cho con nó bị mù thôi hả? Mình kệ đi các bạn, mình đừng có chiêu đùa với nó nữa, các bạn hiểu không? Giờ mình phải chạy thôi. Ok, ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái cửa. Và để mở được cái cửa này hình như là chúng ta sẽ phải cần tìm được chìa khóa thì phải. Đây mấy bạn, tôi nhìn thấy gọi là cái máy của chúng ta có thể thấy được những cái gì trên trời như thế này nè. Hình như là mấy cột sáng sáng này là chỗ của mấy cái gì đó mà mình phải lụm thì phải. Ok rồi, để tôi đi vô tôi xem thử nha. Ui, con gì bên kia vậy? Ui, cái tiếng con gì nghe ghê vậy? What the hell, bên này có con gì nè các bạn ơi, mà con này có tấn công mình không vậy? Ui, hình như con này nó không tấn công mình các bạn ơi. Vậy là con này là thuộc dạng là con quái vật hiền nha các bạn, quái vật hiền. Con này sao nhìn nó giống con cóc vậy ta? Sao con này nhìn nó giống con cóc vậy? Nhưng mà hình như con này là quái vật hiền cho nên nó không làm gì chúng ta hết các bạn ạ. Ok, kệ đi. Rồi hình như cái kia là cái chìa khóa hay sao các bạn ơi? Hình như cái ánh sáng ấy là cái chìa khóa thì phải. Đằng sau mình có cái tấm ván nè. Mình sẽ bắn vô cái tấm ván này, sau đó là mình sẽ chờ nó bay mình qua kia. Bùm, rồi bay qua đây. Và cái này phải chìa khóa không? Đúng rồi, cái này là chìa khóa anh em ạ. Vậy là chúng ta phải lượm được 20 cái chìa khóa thì chúng ta mới có thể chiến thắng cái game này được. Ok, được một cái chìa khóa nè, để coi chìa khóa thứ hai nằm ở đâu. Ở bên này có mấy con quái vật gì to hơn nữa nè bạn. Từ để mình qua xem thử coi. Ui, con quái vật bên này nó có tấn công mình không?
Ui, sao nó kêu nghe giống tiếng con bò quá vậy? Ui, nó lại gần mình, nó lại gần mình, nó lại gần mình. Nó tấn công mình không vậy? Nó tấn công mình không vậy? Sao nó lại gần mình nè? Ủa, sao con này nó kêu tiếng con bò mấy bạn? Hình như con này nó là con bò phải không? Ok, tôi sẽ thử đi bộ trong cái chuồng này xem thử nha. Rồi, hình như là bây giờ để có thể qua được bên kia thì mình cần phải gọi là leo lên trên này, mình bắn mình qua bên đây, sau đó là mình sẽ bay từ bên đây, mình bay qua bên kia, đúng không ta? Ok, tôi test thử nha các bạn. Ok, bắn cái này xuống nè, sau đó đứng vào đây. Ui, ê, bay ra ngoài luôn rồi. Trời ơi trời. Ủa, vậy là sao ta? Hình như là không phải rồi, hình như mình nhầm rồi. Vậy làm cách nào để lên được trên này ta? Con mèo chạy lại gần mình. Thôi, tôi thấy cái chuồng này có vẻ là hơi khó bạn à. Tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cái chuồng này đi, tôi sẽ qua cái chuồng khác. Chuồng này có vẻ hơi khó. Ây da, xung quanh này có mấy con mèo nó cứ nhìn mình ghê thật sự luôn các bạn. Buổi tối đang đi ngoài đường mà có con nào nhìn mình kiểu này chắc mình ngất xỉu luôn quá. À đây, lụm bóng đen. Rồi con gì nữa đây? What the hell, cao cổ hả? À? Đau tim quá vậy, đau tim quá vậy. Ok, bây giờ sao chạy được đây? Con này đứng kế bên tôi rồi. Cười nè, chạy. Ơi, nó vẫn đang đuổi mình. Nó đang đuổi mình. Ui. Chạy chỗ nào bây giờ? Ai da, game này coi bộ khó nha. Ui. Ui. Tới giờ hồi sinh mà, tôi chỉ mới vừa hồi sinh thôi mà. Cái gì vậy? Sao em mới vừa hồi sinh thôi mà mấy anh đứng trước mặt em nhiều quá vậy? Tránh ra chỗ khác. Chạy. Nó đang đuổi mình. Chạy vô đây. Chạy vô đây tạm đi. Ok. Còn bên này là cái chuồng của con gì nữa đây? Con này là con gì? Con khỉ ơi, nó đuổi mình. Sao con nào cũng đuổi mình hết vậy? Trời ơi, anh khỉ với lại chị mèo Simi có thể nào tha cho em lần này được không? Rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ chạy bên kia đi các bạn. Ok. Cười nè. Chạy. Ôi, may quá nó hết đuổi rồi. Trời ơi, đau tim quá. Cái game này đau tim quá mấy bạn ơi. Ok, đằng này có chìa khóa không? À đây, có chìa khóa trên này nè. Ok, tôi sẽ chơi, tôi lụm thử chìa khóa trên này. Mấy con này nó có đuổi mình không vậy? À không, mấy con thằng lằn này nó không đuổi mình. Ok, may quá. Vậy là có nghĩa là ở trong đây á, không phải con quái vật nào cũng sẽ đuổi chúng ta nha các bạn nha. Đây, chìa khóa nằm ở phía này các bạn ạ, phía bên này. Ok. Bắn cái cửa này xuống, sau đó là mình sẽ chạy qua bên đây luôn hả? Rồi sau đó nhảy qua bên đây, bắt cua. À, cái này bắt cua. Hi. Rồi, qua rồi. Sau khi qua đây xong thì chìa khóa nằm ở trên này. Ok, nhảy qua đây. Ok, hay quá, bắt cua đỉnh quá Phong ơi. Có gì nữa màu xanh xanh lơ lửng bay chỗ này nè các bạn, mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó qua cái đèn của chúng ta thôi. À, cái này là tấm ván tàng hình. À, là mình đứng lên trên đây được ha. Ok, hiểu. Ở chỗ này cũng có một tấm ván tàng hình nè, hình như là phải nhảy qua đây luôn nè. Sau đó là sẽ nhảy qua bên này. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái máy này, mình bắn mình bay qua đây. Sau đó mình sẽ nhảy từ bên đây mình qua mình lượm chìa khóa đúng không? À, chắc là vậy đó. Ok. Bắn cái này xuống nè, sau đó đứng vào đây. Rồi nó sẽ đẩy mình lên. Ok. Rồi sau đó mình sẽ đứng lên đây. Và nó sẽ bắn mình lên trên đây thì phải. Ok. Bắn lên đây. Lên. Ui. Trời ơi, xém nữa lên được rồi, vậy mà té mấy cây chứ trời. Sao có lụm có cái chìa khóa mà khó quá vậy? À đây nè, quái vật chị mèo Simi đang ở bên kia kìa các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó. Ở bên kia kìa, vẫn đang đứng chờ mình để canh mình bắt mình nha các bạn. Bắn lên. Hi. Rồi, ok, được rồi. Ở chỗ này sẽ có một cái tấm ván tàng hình, mình sẽ nhảy lên đây. Rồi sau đó nhảy qua bên đây. Rồi, chìa khóa trước mặt rồi. Nhảy qua. Rồi. Hai chìa khóa, quá đơn giản. À, thật ra cũng không đơn giản lắm các bạn ạ. À. Cũng không đơn giản lắm. Khó muốn chết mới lụm được. Ok. Ok rồi, mình sẽ đi qua bên mấy chỗ khác để coi quái vật ở mấy chỗ khác như thế nào nha các bạn. À, chị mèo Simi đang ở bên kia. Ok, không sao, vậy mình sẽ đi đường này. Trong đây là tôi chỉ sợ mỗi quái vật mèo Simi thôi các bạn. Đó, này, quái vật mèo Simi nè, đó đang đi bộ kìa. Ui. Cái gì đây? Ui, bên này có nguyên một con mèo to đùng luôn các bạn ơi. What the hell? Ui, nó đuổi. Nó đuổi ơi. Ui, con mèo này đuổi được. Quên. Con mèo với con khỉ là quái vật nguy hiểm nè. Ok, rồi nhớ nha. Ở trên chỗ con khỉ nó cũng có cái chìa khóa nè. Nhưng mà thôi, chỗ con khỉ có vẻ nó hơi khó bạn. Cho nên mình sẽ đi đường khác đi. Chuồng bên này là chuồng con thỏ. What the hell? Mà con thỏ nó đang khóc hay gì nè bạn?
Ê, để mình vô mình quay thử con thỏ cho bạn coi nha. Cái này cũng hơi mạo hiểm đó, nhưng mà thôi kệ, để vô xem thử con thỏ nó như thế nào. Con thỏ này hình như là nó thấy nó xấu quá cho nên nó đang khóc mấy bạn ạ. Nó mắc cỡ, nó che mặt nó lại, bạn hiểu không? Nó xấu quá, nó che mặt nó lại. Ok, cái này là máy gì đây? Ui, ơi, cái máy này khởi động lên là con thỏ nó sẽ nghe tiếng, nó chạy lại. Ui, may quá, có cái cây chặn nó lại rồi, có cái cây chặn nó lại rồi. Trời ơi trời, à, vậy là mình phải cẩn thận mấy bạn ơi. Hình như là mình phải chọn ra cái nào là cái ổ điện đúng nè các bạn. Thì phải chọn ra đúng ổ điện. Nếu mà mình chọn đúng á thì nó sẽ mở cái lồng này ra. Bên trong cái lồng này sẽ có cái chìa khóa. Ok, đây để mình thử nha các bạn, mình sẽ thử nha. Con thỏ này coi bộ hơi sợ đó. Ok, thử cái này đi. Cái này sai luôn rồi nè. Con thỏ có chạy lại đây không vậy? Không, con thỏ đang nó đang bị kẹt rồi. Con thỏ đang bị kẹt vô mấy cái cây rồi. Cái này cũng sai luôn. Ui, cái này đúng. Ủa không phải. Sai luôn hả? Cái này cũng không đúng nè. Cái này cũng sai luôn nè. Cái này cũng sai luôn. Ui may quá bạn ơi, con thỏ nó đang bị kẹt ở trong cây cho nên nó không chạy lại chỗ mình được. Cái này cũng sai. Cái này cũng sai. Ủa sao cái nào cũng sai vậy? Ui con thỏ chạy lại. Con thỏ chạy lại. Bật cái này lên. À, bật cái màu xanh lá cây này lên là con thỏ nó sẽ bị choáng. Lại đây. Trời ơi, anh lại sợ cưng quá. Ui, leo không được. Leo lên không được. À, leo lên không được. Leo lên không được. À, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. À, anh thỏ ơi, anh thỏ ơi. Anh thỏ ơi. Anh thỏ. Thôi em không làm phiền anh thỏ nữa nha. Em đi đây, em đi đây. Dạ rồi, ok, em không làm phiền anh nữa. Dạ dạ dạ, em xin lỗi. Em xin lỗi rất là nhiều vì đã ghé qua nhà anh mà không xin phép. Dạ dạ, em xin lỗi nha, em xin lỗi nhiều nha. Anh đẹp trai lắm, anh đừng buồn nha. Ok ok. Cay thế nha, mình nhất định phải lượm được cái chìa khóa trong cái lồng này các bạn ơi. Cái con thỏ này. Ok, từ vậy thì mình sẽ thử chạy qua bên đây đi. Cái này cũng sai luôn, rồi con thỏ chạy lại kìa. Cái này cũng sai luôn. Cái này cũng sai luôn. Yes! Đúng rồi, mình đã tìm được cái đúng rồi. Rồi bây giờ kệ anh thỏ nha, qua lượm chìa khóa nè. Anh thỏ ơi, em qua lượm chìa khóa cái là em sẽ đi liền nha anh. Rồi rồi, cảm ơn anh thỏ rất là nhiều vì đã hợp tác nha. Rồi em đi đây, Rồi rồi, tạm biệt, chúc sức khỏe nha. Ok, goodbye, see you again. À không, không cần see you again đâu. Không bao giờ quay lại. Ok. Không bao giờ gặp lại, À đây đây, có cái đường đi ra ngoài đây. Ok. Trời ơi, cái con thỏ này sợ thật sự. À, tôi thấy chị mèo Simi ở bên kia kìa. Nhưng mà xa lắm, chị mèo Simi sẽ không bắt được tôi đâu. À không, hình như chị mèo Simi đang chạy qua chỗ tôi. À, chị mèo Simi thấy tôi rồi. Chạy, không được. Ủa, rồi còn cái này là chuồng con gì đây? Ủa, xong có con gì trong này vậy? À, chắc là cái này cái chuồng trống. Cái chuồng này chưa nhốt con gì hết các bạn ạ. Rồi, để tôi đi bộ bên đây coi bên này có chuồng con gì lạ lạ không? Tôi quay cho bạn, review cho bạn coi. Trời, bạn thấy không? Yamba mấy game này có gì đâu sợ. Tôi thấy bình thường, không gì mắc sợ hết trơn á. Từ nãy giờ tôi chưa la cái nào luôn, mày thấy không? Ui! À, bây giờ? Leo không được! Leo lên không được! Leo lên không được! Leo lên không được! Không biết là ở trong cái sở thú này có con cá heo không ta? Ừ, con cá heo mà phiên bản quái vật không ta? Tôi cũng đang muốn xem coi có con cá nào không nè. Này là chuồng con gì đây? Chuồng con này. Ui, chìa khóa, thấy chìa khóa rồi. Lụm. Ô nhưng mà khoan, làm cách nào leo đây được? Làm cách nào lên trên đây để lụm chìa khóa trên này được? Có một cái chìa khóa trên này nè. Ủa? Hình như là đâu có đường nào leo lên đâu ta? Ây à, chìa khóa nằm trên đây mà mình không lên lấy được các bạn ơi. Vậy thôi kệ cái chìa khóa bên này để tôi sẽ đi qua cái chuồng khác nha bạn. Từ nãy giờ mình chỉ mới lụm được có 3 cái chìa khóa thôi, còn thiếu tận 17 cái nữa. Tôi không chắc rằng là tôi sẽ chiến thắng được game này đâu, tại vì game này tôi thấy là hơi bị khó đó, nên là tôi sẽ chia ra nhiều tập nha bạn nha. Tôi chia ra nhiều tập đó. Kiểu như là tập này tôi sẽ kiếm 5 chìa khóa, tập sau tôi sẽ kiếm thêm 5 cái chìa khóa nữa đó. Tôi làm 4 tập là sẽ được. Okay. Đây bên này tôi thấy có một cái chìa khóa nằm ở ngoài đây nè, để tôi chạy qua đó coi như thế nào. Chị mèo Simi. À, chị mèo Simi đang nghe nhạc hay gì mà chị lắc lư cái đầu dữ thế. Thôi mình sẽ chui đây cho chắc ăn. À, hello chị mèo Simi nha. Hello chị mèo Simi nha. À chị làm gì? Làm cái gì? Trời ơi, bắn cho cái chạy các bạn ơi. Hả? Thấy không? Chọc chọc nó chơi các bạn. Ôi nó đuổi rồi. Nó đuổi. À dạ, tính chọc nó chơi xíu thôi mà làm gì đuổi dai quá vậy? Bạn ơi, mình lớn rồi mình đừng có gọi là giận dai chứ bạn. Bạn làm gì bạn giận dai cái gì? Bạn ích kỷ cái gì? Hả? Đừng có đuổi nữa mà. Đã bảo là không thích rồi đừng đuổi nữa. Hóa ra đây chính là cảm giác được người ta theo đuổi sao? Được một người nào đó theo đuổi mình các bạn ạ. À, từ nhỏ đến lớn giờ chưa được ai theo đuổi. Ở trong này có con gì lạ lạ nữa bạn. Con voi hả? Con này là con voi hả? Ồ,
trong đây có con voi bạn ơi. Ui, lượm cái bóng đèn. Ok, từ từ để tôi vô tôi quay thử con voi nè coi. Ui, trong này có con voi bạn ạ. Ủa nhưng mà sao con voi nó không có cái dồi ta? Sao con voi nó không có cái dồi vậy? Ủa sao sao con voi mà có cái gương mặt của con khỉ là sao ta? Ừ, sao kỳ. Con bên này hình như là con hươu cao cổ nè. À đây đây đây, có một cái chìa khóa nằm ở phía trên này. Ok, lượm thêm chìa khóa này ở đây. Từ từ, con hươu cao cổ này có tấn công chúng ta không ta? Để mình phải kiểm tra thử nha bạn, coi con hươu cao cổ này có tấn công chúng ta hay không. Quay. Có gì, có gì, có gì mà sao con hươu cao cổ nhìn nhìn cái mặt nó buồn quá vậy? Ai ăn hết đồ ăn của nó hay gì mà sao nhìn mặt nó buồn quá vậy bạn? Nó ốm nhom nhách rồi thấy không? Đó, nó ốm nhom rồi xong nó buồn quá, nó úp mặt vô tường nó khóc rồi nè. Trời ơi, tội nghiệp quá bạn ơi, nó buồn quá úp mặt vô tường khóc luôn. Thôi đừng khóc nữa nha con, khóc nữa nha. Trời ơi, ai ăn hết đồ ăn nó giờ nó ốm nhom luôn nữa bạn. Ai ăn hết đồ ăn nó ốm nhom luôn nè, nó mặt nó buồn hiu à. Thôi kệ đi, mình sẽ lên đây mình lấy chìa khóa. Trước tiên chúng ta sẽ bắn cái này xuống, xong cái này nó sẽ tưng mình lên trên. Rồi lên trên, lên trên. Ủa sao bị kẹt rồi, sao bị kẹt rồi, chỗ này bị kẹt rồi. Kệ không sao, tôi có cách hết. Từ tôi sẽ bắn cái tấm này xuống. Rồi xong rồi tôi sẽ nhảy qua. Rồi xong, nhảy qua không được rồi, té rồi. Vậy là không phải đi đường đó. Ok, ôi con hươu cao cổ tránh ra cho anh đi con ơi. Trời ơi mày mập quá, à không mày ốm quá, mày che đường anh nè. Từ từ để tôi nhìn lại coi chìa khóa nằm phía nào nè. À rồi, chìa khóa nằm ở trên cái bục ở trên cao này. Để có thể lên được trên đó thì mình sẽ cần phải từ bên này mình chạy qua đây. Qua đây, qua đây. À rồi, dễ, ok, cũng dễ, cũng dễ. Cái game này là mình chơi là mình phải tính toán các bạn hiểu không? Mình phải tính toán trong đầu, không thôi là mình sẽ không thể nào qua được. Giờ tôi còn có đúng 3 cái bóng đèn thôi đó. Hi! Rồi qua được rồi nè. Rồi tới cái bên này. Cái này hình như khỏi cần bay, cái này mình chỉ cần đi bộ qua thôi. Ok, đi bộ qua đây. À, đây rồi. Ủa? Ủa? Cái này đâu phải chìa khóa đâu. Bị lừa rồi. Ủa cái này lượm được không? Cái này lượm được không? Ui, chị mèo Simmy đang ở bên dưới chờ tôi kìa bạn. Chị mèo Simmy đang ở bên dưới chờ tôi kìa. Rồi xong rồi, tôi mà rớt dưới là chị mèo Simmy bắt tôi liền. Thôi chị mèo Simmy đừng cười nữa chị ơi, chị cười nghe ghê quá. Chị mèo Simmy ơi, em nói chị nghe nè. Em là em trên đời này là chỉ có một mình Sammy thôi, hiểu không? Chị đừng có theo đuổi em nữa. Chị đứng ở bên dưới chị nhìn tôi và chị cười toe toét. Ok, bây giờ làm cách nào để lên được trên đây ta? Chị mèo Simmy cười. Nghe mắc cười được chứ. Thôi đừng cười nữa mà, đừng cười nữa mà. Ây da, đoạn này khó nha các bạn nha. Đoạn này là phải suy nghĩ tính toán sao để qua được nè. Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ được cách nào qua hết trơn. Hay là mình bắt cua qua thử ta. Ok, bắt cua. Ui, được nè. Bắn cái tấm này xuống nè. Sau đó chạy qua đây nè. Rồi sau đó mình sẽ đứng ở đây à. Đứng ở đây đúng không? Rồi, ủa không phải. Đứng ở đây nó sẽ bật mình bay lên trên đây lại à. Khó quá ta, cái này khó quá ta. Ai, rồi xong. Rồi nhảy hụt té rồi. À, bên này cũng có một tấm nữa nè. Rồi, bắn cái tấm này xuống. Chạy qua đây. Rồi, hello chị mèo Simmy nha. Hello chị nha. Rồi, mình sẽ bay qua bên đây. Ok, sau khi bay qua đây xong, mình sẽ bay qua bên kia. À, rồi, hiểu rồi. Rồi, chuẩn bị bay nào. Bùm. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thêm tấm này. Mình bay qua bên kia nữa là xong. Rồi. Ok, đây rồi. Lụm. Ui, cái này là cái gì đây ta? À, để thả này xuống. À, bấm T để làm gì? Cái bóng đèn màu xanh lá cây này sẽ giúp được cái gì với bạn? Mấy bạn nào biết cái bóng đèn màu xanh lá cây này giúp được cái gì với bạn? Comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Rồi, ok, bây giờ lên đây rồi sao xuống dưới được ta? Ừ ha, giờ sao xuống được rồi? Thôi nhảy xuống luôn đi cho nó chắc ăn. Ok. À rồi, tôi hiểu rồi bạn ơi. Thì ra là như thế này, chúng ta sẽ có thể thả cái bóng đèn xuống ở một vị trí nào đó. Ví dụ mình thả bóng đèn ở chỗ này đi nha. Ok, mình sẽ để bóng đèn chỗ này đi. Sau đó là mình sẽ đi ra một chỗ nào đó xa xa. Đây, tôi sẽ đi ra chỗ nào đó xa xa cho bạn coi nè. Tôi sẽ đi kiếm chị mèo Simmy đi. Tôi để bóng đèn chỗ này nha, bạn nhớ nha, bóng đèn nằm chỗ này nha. Ok, tôi sẽ đi kiếm chị mèo Simmy nè. À, chị mèo Simmy rồi, hồi nãy chị theo đuổi em ghê lắm mà. Chị mèo Simmy đâu ta? Chị mèo Simmy đâu ta? Đang muốn tìm chị mèo Simmy để test thử cái bóng đèn màu xanh lá cây cho các bạn xem nè. À đây đây đây, thấy chị mèo Simmy rồi, thấy chị mèo Simmy rồi, để tôi chạy qua đó. Đây các bạn nhìn nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta để cái bóng đèn ở chỗ đó đi, xong chúng ta đi bộ ở đây. Chúng ta vô tình gặp chị mèo Simmy. Đó, chị mèo Simmy đang đi bộ nè. Xong chị mèo Simmy đuổi chúng ta. Chúng ta sẽ bấm chữ T. Đó là chúng ta sẽ dịch chuyển lại cái chỗ bóng đèn. Và ủa rồi mất tiêu bóng đèn luôn rồi. Ủa mình làm vậy chi cho mình mất cái bóng đèn ta? Ừ. Sao mình rảnh quá vậy trời? Ok.
Thôi không sao cả, ok. Ok bạn ơi, vậy là coi như là ngày hôm nay á thì mình đã gọi là chơi qua thử cái tựa game Yonomaly này rồi. Thì thật sự là tôi thấy là game này cũng khá là hay đó. Và tôi đã kiếm được tổng cộng là 3 cái chìa khóa. Ừ, cũng chỉ mới kiếm được 3 chìa khóa thôi, tại vì tôi cũng lần đầu chơi, các bạn thông cảm nha. Tôi chưa chơi quen cho nên là tôi kiếm chìa khóa không được nhanh đó. Nhưng mà tôi thấy là thời lượng video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình tiếp tục chơi tiếp cái trò này á, và tiếp tục đi khám phá những con quái vật xung quanh này cho mấy bạn xem á, thì các bạn đừng quên là đợi mình xíu. Nhìn nè, thích nhìn không, thích cười không đó. Mấy bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn vào nút đăng ký kênh. Và đừng quên là hãy comment xuống bên dưới cái tựa game tiếp theo mà mấy bạn muốn mình chơi nha. Hoặc là anh em nào muốn tôi chơi game này tiếp thì nhấn nút like video này ủng hộ cho tôi nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, see you again. Game này vui á, được á. Hello team, hello team.